Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với Phong thủy Gia Cát. Được sự cho phép của thầy Gia Cát ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn về vận trình tử vi của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 trong tháng 7 âm lịch. Chắc hẳn quý vị tuổi Ất Dậu 1945 đang rất tò mò về vận trình của mình trong tháng 7 sẽ như thế nào, đúng không ạ? Xin chúc mừng quý vị, tháng 7 là một trong những tháng cực kỳ may mắn đối với tất cả quý vị. Và sau bao nhiêu năm khổ cực thì bây giờ cũng là lúc gia chủ Ất Dậu phất lên như diều gặp gió. Phần gia đạo của quý vị có rất nhiều những điều tốt lành, gia đạo yên ấm, bình an. Đặc biệt là trong tháng 7 âm lịch này được yên tâm về gia đạo, đường công danh sự nghiệp được sáng tỏ khiến cho rất nhiều người phải ganh ghét, đố kỵ, nhưng bên cạnh đó cũng phải cúi đầu, ngưỡng mộ. Cho dù gặp cảnh đổ vỡ giữa chừng vì những hoàn cảnh tác động, nhưng từ nay trở đi thì có thể phát triển không ngừng. Sự nghiệp tháng 7 sẽ thâu được kết quả, tiền bạc làm ra nhiều nhưng mà lại hao hụt vì những sự cố bất ngờ. Nhìn chung về sự nghiệp và tiền bạc thì có thể tạo dựng được dễ dàng và nhanh chóng, chỉ cần chúng ta biết giữ gìn mà thôi. Tháng 7 thì được quý nhân phù trợ cho nên các vấn đề trong cuộc sống của tuổi này phát triển rất tốt. Vậy nên quý vị cần phải nắm bắt thời cơ và đừng để tụt mất cơ hội này. Sau đây thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi phần luận giải lá số tử vi chi tiết trong tháng này. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan của quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 mệnh thủy, tuyển trung thủy, nước dưới suối. Người tuổi này bản tính lanh lợi, hoạt bát, thông minh và rất sôi nổi, nhiệt thành. Họ rất thành thực, cơ trí nhưng hiền lương, giỏi xã giao. Họ thường may mắn do có quý nhân giúp đỡ và hoàn thành được chí lớn. Đây cũng là mẫu người đa mưu, túc trí, giàu tham vọng. Song con đường họ đi luôn quang minh chính đại, không lươn lẹo hay làm việc xấu xa. Tuy nhiên người này tính tình thất thường, nhanh nóng cũng nhanh lạnh. Đây cũng chính là điểm yếu lấy đi rất nhiều những cơ hội của người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Nữ giới Ất Dậu là người giữ chữ tín và giữ bí mật rất tốt, nhưng họ thường đi phê phán đánh giá người khác, thẳng tính nên hay làm mất lòng người. Nam giới Ất Dậu có phần hiếu thắng, không bao giờ muốn mình tụt lại phía sau, vì vậy nên họ luôn cố gắng trong công việc, vì vậy nên họ có tinh thần trách nhiệm rất cao. Họ thích khen ngợi người khác và cũng muốn được người khác khen ngợi, tuy nhiên tính cách cố chấp, không chịu lắng nghe lời khuyên bảo, đóng góp của mọi người nên có nhiều phen lận đận. Người tuổi Ất Dậu đã đến độ tuổi không cần phải lo lắng nhiều về công việc, tiền tài. Các bác hãy chú ý nhiều đến sức khỏe trong tháng này, xét tử vi thấy có thể xảy ra tai nạn bất ngờ khi di chuyển đi lại. Với hàng xóm láng giềng, bản mệnh thường xuyên quan tâm giúp đỡ nên khi có rắc rối xảy ra, bạn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Với con cháu trong nhà, bản mệnh chính là người bề trên mẫu mực, thường xuyên nhận được sự thăm hỏi của mọi người. Một số người vẫn được con cháu tin tưởng để đưa ra những quyết định quan trọng của mình. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp mậu dương thổ nên gọi là chính quan, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này cũng cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi cho thấy vì đã bước vào độ tuổi thất thập cổ lai hy, gia chủ không nên có tinh thần ganh đua quá mức trong mọi việc. Hãy thỏa mãn và hài lòng với những gì mình đang có, không nên yêu cầu quá mức ở bản thân mình và cũng như con cái hay những người xung quanh. Nên tránh xa những lời dụ dỗ của người ngoài trong việc bỏ tiền đầu tư, rất dễ bị lừa gạt. Trước khi đưa ra quyết định lớn nhỏ, tốt hơn là nên trao đổi với con cái trong nhà, không nên tự mình đưa ra quyết định khiến mình lâm vào rắc rối. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tất cả các quý vị gia chủ tuổi Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này tài lộc ổn định chứ không vượng, vì vậy người tuổi này cần chú ý tránh xa những mối đầu tư mạo hiểm đem lại lợi nhuận cao nhưng kèm theo đó là rủi ro lớn. Song bạn không nên quá chú tâm vào vấn đề làm giàu. Đây chính là thời điểm bạn nên nghỉ ngơi và quan tâm đến sức khỏe, cũng như dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, tránh ham làm giàu, chớ nên nghe theo những lời ngon ngọt của người ngoài mà đem hết tiền tiết kiệm của mình đi đầu tư vào những nơi không đáng tin tưởng.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho tất cả các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này tình hình sức khỏe của những người sinh năm 1945 không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tuy nhiên cần phải cẩn thận khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, tránh cho bản thân bị thương. Một số người bị đau xương khớp gân cốt thì không nên vận động quá mạnh, chú ý tìm những hoạt động phù hợp với sức của mình. Bản mệnh nên có thái độ lạc quan khi đối diện với những vấn đề này, đồng thời chú ý rèn luyện sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, tránh vận động quá sức khiến cơ thể mệt mỏi. Thời gian này đang chuyển tiết, thời điểm cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi cả nội nhiệt lẫn ngoại nhiệt, đó cũng chính là lý do bản mệnh rất dễ đau ốm, nhất là ở độ tuổi này. Nên theo dõi sức khỏe thường xuyên, có chế độ ăn uống phù hợp với độ tuổi. Cuối tháng, có thể xảy ra tai nạn khi di chuyển, gia chủ hết sức lưu ý. Các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này người tuổi Ất Dậu không gặp nhiều biến động trong chuyện tình cảm. Bản mệnh nhận được sự quan tâm yêu mến của con cháu trong nhà. Mối quan hệ với hàng xóm xung quanh cũng tốt đẹp, thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Về cơ bản, bạn có thể tận hưởng những năm tháng yên bình và tốt nhất hãy giữ tâm lý lạc quan, tích cực, luôn hướng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Dù có gặp phải vấn đề gì bất ngờ, bản mệnh cũng chớ nên lo lắng quá mức, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, mọi chuyện cứ từ từ giải quyết. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm, đại dịch thổ. Tháng Thân lục hợp tỵ, tâm hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Ất Dậu, trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 7 năm 2022, tức ngày 6 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Mão, có nạp âm Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 7 năm 2022, tức ngày 18 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Mão, có nạp âm Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên tới các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Ất Dậu trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 7 năm 2022, tức ngày 7 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Nhâm Thìn, có nạp âm Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 7 năm 2022, tức ngày 19 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Giáp Thìn, có nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào số mệnh này, vào cuộc sống này. Số phận trời sinh mỗi người, mỗi số mệnh khác nhau và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua phần luận giải tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 trong tháng 7 âm lịch này sẽ giúp đỡ cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống của mình và chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình.
Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Đó là cách mà quý vị ủng hộ chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.